Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Hello anh em. Ok cho anh em ơi, trận đấu như thế này, khung giờ như thế này mà fan không xem thì đó thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đặt tay lên ngực và cử hành quốc ca. Như vậy thì mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu này cũng đã xong xuôi. Hiệp 1 của trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Đây rồi, tốc độ em ơi. Rudo. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi. Quả ném biên. Đi bóng rất khó chịu. Antoine Griezmann. Đường chuyền dài. Chúng ta xác định sẽ có một tình huống phát bóng lên. Trận đấu đang diễn ra vô cùng tốc độ. Hơi khó mất rồi. Cánh rất thoáng. Đó là một tình huống cắt bóng chính xác. Rudo. Rafael Leao. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Đường chuyền hay này. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Quẩy đi anh ơi. Muno. Trả ngược lại hợp lý. Bóng đã được phá lên.
Bruno, Bernardo Silva, Bruno, Bernardo Silva, Bernardo Silva. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Cristiano Ronaldo, Hakan Şalhanoğlu, pha ngăn chặn rất nhanh. Bóng đã được phá lên. Tchouaméni. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Antoine Griezmann. Hernandez. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy. Không thể có được những pha phối hợp. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Bruno. Bóng đã được phá lên. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Pha lấy bóng tốt. Bruno. Rất nỗ lực. Hakan Şalhanoğlu. Sẽ có một quả đá phạt góc. Không có cơ hội dứt điểm. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Hakan Şalhanoğlu. Bruno. Bernardo Silva. Khá bình tĩnh. Hakan Şalhanoğlu. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Rất nguy hiểm. Rafael Leao. Bóng đã được phá lên. Sân có vẻ khá trơn. Bruno. Cristiano Ronaldo. Hernandez. Kone. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Lỗi rồi. Bóng đã được phá lên. N'Golo Kanté. Rất quyết liệt. Tương đối nhịp nhàng. Goal! Đây rồi. Chúng ta đã thấy nó phải như thế, nó phải đến một cách như thế, cho những sự chờ đợi như thế, và bàn thắng như thế cũng đã tới.
Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ, và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này đó sẽ là một trận cầu hay. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Bernardo Silva, Hakasilo, Hernandez, Dembele, pha lấy bóng tốt. Bernardo Silva. Đấy đấy rồi, đấy đây, chạy. Nào truyền cho bạn ấy băm quả nào. Nếu như Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. Rudo. Bóng đã được phá lên. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Quả ném biên. Bernardo Silva. Đường chuyền rất nhanh. Có thể dứt điểm ngay. Không thể che vào đâu được. Không thể che vào đâu được với cú đá vừa rồi. Đá như thế này đỡ làm sao được. Đó là một siêu vừng. Khoảng cách bây giờ là hai bàn. Để đá kiểu này thì hơi toang. Đang là một cách chơi rất thực dụng. Đó là một cách chơi khiến cho nhiều người cảm thấy không hài lòng. Trong bóng đá thì cũng có những kiểu không hài lòng rất đặc biệt. Đường chuyền dài. Cristiano Ronaldo. Dứt điểm. Ăn mừng rất bình tĩnh và khuôn mặt rất lạnh. Đã đẹp trai lại còn đá bóng giỏi, thế này thì gái trở theo. Đá như thế này đỡ làm sao được. Có lẽ trận đấu này đã đóng hòm. Cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá của cả hai đội. Họ bắt đầu triển khai một đội hình dâng cao hơn. Làm gì đây? Được, lên. Cơ hội để dứt điểm. Mbappé! Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Lỗi rồi. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên.
Đánh đâu! Đó là tình huống khiến cho nhiều cổ động viên phải thót tim. Pepe. Rafael Leao. Bernardo Silva. Hao Cancelo. Không có cơ hội dứt điểm. Và ngăn chặn rất nhanh. Muno. Bernardo Silva. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. William Saliba. Kone. Hernandez. Kone. Tchouameni. William Saliba. Làm gì đây anh ơi? Kingsley Coman. Antoine Griezmann. Rafael Leao. Phá cướp bóng hay. Kingsley Coman. Hernandez. Antoine Griezmann. Đóng luôn nào. Một pha dứt điểm quá thiếu chuẩn xác. Ôi dồi ôi, bóng bánh, đá này thì bánh đâu mà ăn. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Rudo. Cristiano Ronaldo. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. William Saliba. Đây rồi, tốc độ em ơi. Dembele. Antoine Griezmann. Lên bóng rất thoáng. Một hiệp đấu phải nói là khó thở dành cho cổ động viên của cả đôi bên. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp 2. Xin mời các bạn cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì hai đội sẽ đổi sân. Tình huống phối hợp đã bị bắt bài. Bernardo Silva. Quả ném biên. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Ronaldo. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Rudo. Đi bóng rất tự tin. Phá cướp bóng hay. Hernandez. Kingsley Coman. Mbappe. Cổ cánh. Bernardo Silva.
Nudo. Muno. Rafael Leao. Tuyệt ơi! It's not goal! Đây rồi! Đó là những gì mà chúng ta mong và đó là những gì mà chúng ta đã thấy. Nó phải như thế, nó phải đến một cách như thế, cho những sự chờ đợi như thế và bàn thắng như thế cũng đã tới. Một động tác đơn giản. Những sự đơn giản đó đi kèm với một yếu tố hiểm hóc. Giờ thi đấu sẽ bùng nổ với cú hat trick trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Dembele. Cơ hội rất nguy hiểm. Mbappe. Nudo. Muno. Rafael Leao. Cánh rất thoáng. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Nghệ sĩ hài Dembele. Đi bóng rất khó chịu. Tốc độ rất nhanh. Kingsley Coman. Ôi giời ơi, lỗi rồi. Mbappe. Quẩy đi ngay. Antoine Griezmann. Khá bình tĩnh. Rất phiêu lưu. Không có cơ hội dứt điểm. Pha chọc khe rất hay. Pha lấy bóng tốt. Ui. Rất quyết liệt. Tấm thẻ vàng được rút ra như là một điều mà ai cũng biết. Trời ơi, đập cột dọc, trời ơi. Đen rồi N'Golo Kante. Hay quá, người đang vẽ thơ trên sân cỏ. Antoine Griezmann. Pepe. Mbappe. Tchouaméni. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Pha cắt bóng rất hay. Đây rồi, tốc độ em ơi. Rafael Leao. Rất quyết liệt. Nghệ sĩ hài Dembele. Mbappe. Lên bóng rất thoáng. Và cắt bóng rất hay. Bernardo Silva. Mất bóng rồi. Hernandez. Đây rồi, tốc độ em ơi. Ronaldo. Khá tự tin. Ruben Dias. Nudo. Muno. Đường chuyền rất nhanh. Goal.
đây. Bóng đã được phá lên. Trả ngược lại hợp lý. Phá cướp bóng hay. Mbappe. William Saliba. Cánh rất thoáng. Hernandez. N'Golo Kanté. Đường chuyền rất nhanh. Và ngăn chặn rất nhanh. Hernandez. Không được. Antoine Griezmann. Đường chuyền dài. Dứt điểm. Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Tchouaméni. Hernandez. Kingsley Coman. Antoine Griezmann. Mbappé. Còn 15 phút cho những nỗ lực của cả hai đội. Cơ hội đây rồi. Kingsley Coman. Mbappe. Hernandez. Kingsley Coman. Dứt điểm. Không vào. Rất nguy hiểm. Tình huống thay người có lẽ mang tính chất dọa nhiều hơn là so với văn chuyên môn. Nuno. Jota. Mất bóng rồi. Cánh rất thoáng. Joao Felix. Đường chuyền rất nhanh. Nudo. Nghệ sĩ hài Dembele. Mbappe. Kingsley Coman. Antoine Griezmann. Jota. Nudo. Tchouaméni. Kone. N'Golo Kanté. Antoine Griezmann. Đã có lỗi. N'Golo Kanté. Đường chuyền rất hay. Thể hiện đi em ơi, thể hiện giá trị của mình đi. Dứt điểm. Đây rồi. Đúng là đá như này thì ai chơi. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt bảnh bao, bộ đồ
chuyển đến cổ động viên. Có một chút chiều đầu tiên, có một chút chiều đầu tiên. Trận đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước cất. Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Rất quyết liệt. Lên bóng rất thoáng. Antoine Griezmann tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Sự áp sát cần thiết. Kingsley Coman, Mbappe rất nỗ lực. Kingsley Coman đóng luôn nào, vẫn còn. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Được, 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 lên, lên, lên. Kingsley Coman. Kone. Tchouaméni. Dembélé. Mbappé. Hakasilo. João Félix. Bruno. Muno. Ui giời, hơi khó hiểu cho quyết định xử lý vừa rồi. Những giây thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu. Pha cắt bóng rất hay. Ruben Dias. Bruno. João Félix. Hakasilo. Antoine Griezmann. Có 2 phút đá bù giờ thôi các anh ơi. Kone. N'Golo Kante. Đường chuyền dài. Antoine Griezmann. Dembélé. Mbappé. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Một tấm thẻ vàng được trọng tài rút ra. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đã chính thức khép lại. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả những anh chị em bạn bè đã đến gần.